Quý vị đã đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền ABC TV trên băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, trên cả app điện tử trên hệ thống website của abctv.us và đặc biệt trên hệ thống YouTube ABC TV Official. Phụ trách chương trình tin tức ngày hôm nay, xướng ngôn viên Ngô Cát Linh và Bùi Quang Vinh xin trân trọng kính chào quý vị. Như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết của bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin được điểm qua một số tin chính như sau. Tổng thống Ukraine nói Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học. Ngoại trưởng Blinken kêu gọi Ấn Độ không mua thêm dầu của Nga. Khiêu vũ, đồ ngọt và pháo bông khi ông Shehbaz Sharif trở thành thủ tướng Pakistan. Mặc dù có kế hoạch giảm tội danh trong trường hợp phá thai ở Texas, chuyên gia nói rằng tranh cãi vẫn chưa kết thúc. Nhìn lại gần 7 tuần, Mariupol bị vây hãm. Và sau đây chúng tôi xin mời quý khán thính giả đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh. Ngoại trưởng Antony Blinken kêu gọi Ấn Độ không mua thêm dầu của Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ Hai, Washington đang yêu cầu các đồng minh không tăng mua dầu của Nga vài giờ sau khi các giới chức cho biết Tổng thống Joe Biden đã nói với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng việc mua thêm dầu từ Nga không phải lợi ích của Ấn Độ và có thể cản trở phản ứng của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến ở Ukraine. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết ông Joe Biden đã không đưa ra yêu cầu cụ thể đối với ông Modi vào hôm thứ Hai, lưu ý rằng Ấn Độ có quan ngại về việc mối quan hệ sâu sắc giữa Nga và Trung Quốc, nhưng ông nói với Modi rằng vị thế của Ấn Độ trên thế giới sẽ không được nâng cao nếu dựa vào các nguồn năng lượng của Nga. Ông Blinken nhắc lại thông điệp này trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaishankar. Ông Jaishankar đã bác bỏ yêu cầu về việc Ấn Độ mua năng lượng từ Nga, nói rằng trọng tâm nên tập trung vào Âu Châu, không phải Ấn Độ. Ông Jaishankar nói có lẽ tổng số mua hàng của chúng tôi trong tháng sẽ ít hơn những gì Âu Châu mua trong một buổi chiều. Các cuộc đàm phán rộng rãi giữa hai nền dân chủ lớn nhất thế giới diễn ra khi Hoa Kỳ tìm kiếm sự giúp đỡ nhiều hơn từ Ấn Độ trong việc lên án và gây áp lực kinh tế đối với Nga về một cuộc xâm lược mà Moscow gọi là hoạt động quân sự đặc biệt. Quốc gia Nam Á này đã cố gắng cân bằng mối quan hệ của mình với Nga và phương Tây, nhưng không giống như các thành viên khác của nhóm Bộ tứ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia, và Ấn Độ đã không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Khiêu vũ, đồ ngọt và pháo bông khi ông Shehbaz Sharif trở thành thủ tướng Pakistan. Hàng chục người ủng hộ đã ăn mừng bằng pháo bông, khiêu vũ và đồ ngọt khi ông Shehbaz Sharif tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Pakistan vào hôm thứ Hai, tiếp quản từ thủ tướng Imran Khan bị lật đổ. Tại thành phố Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad, các nhà hoạt động địa phương từ Liên đoàn Hồi giáo của Pakistan của ông Sharif Nawaz đã ca ngợi ông Sharif vì câu nói ông sẽ tổ chức một cuộc điều tra về mối đe dọa bị cáo buộc từ Hoa Kỳ đối với chính phủ của ông Khan và cho biết ông sẽ lãnh đạo Pakistan để tiến bộ. Trước đó trong ngày, ông Sharif đã giành được sự ủng hộ của 174 nhà lập pháp trong tổng số 342 thành viên trong một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội để bầu ra người thay thế ông Khan. Hơn 100 nhà lập pháp trung thành với Khan đã từ chức vào hôm thứ Hai, tạo ra một cơn đau đầu cho ông Sharif đương nhiệm mới, thân thiện với phương Tây khi ông cố gắng kéo đất nước của mình thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và chính trị. Người đương nhiệm Imran Khan, 69 tuổi, thua cuộc trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội sau gần 4 năm cầm quyền. Khan đã chống đối Hoa Kỳ trong suốt nhiệm kỳ của mình, hoan nghênh việc Taliban tiếp quản Afghanistan vào năm ngoái và gần đây hơn là cáo buộc Hoa Kỳ đứng sau âm mưu lật đổ ông. Washington đã bác bỏ cáo buộc. Việc Quốc hội bầu Sharif, 70 tuổi, làm thủ tướng sau cuộc khủng hoảng hiến pháp kéo dài một tuần đã lên đến đỉnh điểm với cuộc bỏ phiếu vào hôm Chủ nhật. Mặc dù có kế hoạch giảm tội danh trong trường hợp phá thai ở Texas, chuyên gia nói rằng tranh cãi vẫn chưa kết thúc. Một công tố viên địa phương ở Texas sẽ bác bỏ cáo buộc hình sự đối với một phụ nữ 26 tuổi bị bắt vì tự ý phá thai
trong một vụ án đã thu hút sự giám sát của quốc gia và khiến các nhà hoạt động vì quyền phá thai phải biểu tình thay mặt cô ấy. Theo valleycenter.com, sau bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn đối với cô ấy vào ngày 30 tháng 3, Lizelle Herrera đã bị văn phòng cảnh sát trưởng quận Starr bắt giữ vào hôm thứ Năm. Trích dẫn một phát ngôn viên cho biết cô ấy cố ý và hiểu biết về việc gây ra cái chết của một cá nhân bởi tự mình phá thai. Cô cha Alan Ramirez, biện lý quận hạ Starr, cho biết vào hôm Chủ nhật, văn phòng của ông sẽ đệ đơn yêu cầu bác bỏ các cáo buộc chống lại cô ấy vào hôm thứ Hai. Cả biện lý và sở cảnh sát trưởng quận hạt đều không trả lời các câu hỏi về thời điểm cô ấy sẽ được trả tự do. Quận hạt Starr ở biên giới Mexico trong vùng thung lũng Rio Grande ở mũi phía nam của Texas. Vụ việc đã dấy lên tranh cãi về luật phá thai nghiêm ngặt của Texas mà phần lớn đã được Tòa án tối cao Hoa Kỳ ủng hộ vào tháng 12. Dự biết đến với cái tên dự luật số 8 của Thượng viện, luật cấm phá thai sau khi mang thai được 6 tuần trước khi nhiều phụ nữ biết mình mang thai và không miễn trừ những trường hợp phụ nữ bị cưỡng hiếp. Công tố viên quận Starr đã không bình luận về tiêu chuẩn pháp lý cụ thể mà ông đã áp dụng và thay vào đó chỉ ra rằng bản cáo trạng đã gây thiệt hại như thế nào đối với Herrera và gia đình của cô. Tổng thống Ukraine nói Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu video hàng ngày vào cuối ngày thứ Hai rằng lực lượng Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine, nhưng ông không nói rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng. Ông Zelensky cho biết, một trong những phát ngôn viên của những kẻ xâm lược cho biết họ đang xem xét sử dụng vũ khí hóa học chống lại những người bảo vệ Mariupol. Ông nói thêm, chúng tôi rất coi trọng vấn đề này. Có những báo cáo chưa được xác nhận vào hôm thứ Hai cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng ở cảng Mariupol, miền nam Ukraine, nơi đã bị bao vây trong gần 7 tuần. Nhìn lại gần 7 tuần Mariupol bị vây hãm, Ukraine cho biết vào hôm thứ Hai, họ dự kiến Nga sẽ sớm phát động một cuộc tấn công lớn mới khi Moscow chuyển trọng tâm sang chiếm lãnh thổ ở phía đông sau khi lực lượng xâm lược của họ bị đánh đuổi khỏi các cổng của Kiev trong tháng này. Phần thưởng lớn nhất mà Nga nhắm tới để chiếm được ở Donbass là Mariupol, cảng chính phía đông nơi hàng nghìn người được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc bao vây kéo dài gần 7 tuần. Nếu Nga cuối cùng chiếm được nó, Nga có thể liên kết tốt hơn với các đội quân đang tiến từ phía đông, với những đội quân từ Crimea và chuyển trọng tâm của họ sang nỗ lực mới nhằm bao vây lực lượng chính của Ukraine ở phía đông. Sau khi rút các lực lượng khỏi miền bắc Ukraine, bao gồm cả vùng ngoại ô của Kiev, Nga hiện cho biết mục tiêu chính của họ là miền đông Ukraine. Nga đang yêu cầu Kiev nhường quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở đó, được gọi là Donbass, cho các chiến binh ly khai. Kiev nói rằng họ đang chuẩn bị cho một trận chiến mới. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny, xác định các lực lượng phòng thủ của Mariupol vẫn đang cầm cự. Đến đây, chương trình tin tức xin được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý khán thính giả phần bảo trợ thương mại cho đài. Chúng tôi sẽ quay trở lại với một số tin tức nổi bật như là hàng ngàn người ở miền trung Philippines phải di tản khi bão Megi gây ra lũ quét vào hôm thứ Ba, hoặc là ít nhất một người thiệt mạng, 7 người bị thương trong vụ nổ súng gần Sidon ở Lebanon. Trận bão đầu tiên trong năm càn quét Philippines làm 25 người bị thiệt mạng. Và một số tin tức mới nhất vừa được cập nhật. Kính mời quý khán thính giả vẫn tiếp tục đón xem trên đài IBC TV.